Chúng ta sẽ đến với lại câu số 1, cho em m bằng 1, thay m bằng 1 đi cho nó dễ. Câu A, tìm ra trận x thỏa mãn các biểu thức sau. Thì rất là quen thuộc thôi, chúng ta sẽ là x là nhân tử chung. Đã có là A trừ 3 BT, ta chuyển ghép luôn đây là trừ 2y bằng ma trận C. Thì ta sẽ suy ra được đó là ma trận x là bằng cái gì? Là nhân ở bên tay phải của ma trận C, A trừ 3 BT trừ 2y. Em sẽ lấy ma trận nghịch đảo của nó xong nó nhập vào máy tính 4 4 1 3 3. Tạo ma trận B, tạo ma trận C, rồi bây giờ ma trận nhập cái biểu thức này vào đây là xong. Ma trận C, ma trận A trừ 3 lần ma trận chuẩn bị trừ 2 lần ma trận đơn vị cấp 3. Ra lấy ma trận nghịch đảo trừ 1. Ta thu được kết quả là bằng trừ 2 1 4 1 0 0 0 trừ 2 1. Rồi sang câu A. Rồi câu B, tìm M để vector 2 trừ 1 3 là một cái eigen vector của A. Thì bây giờ chúng ta sẽ xóa cái giá trị M bằng 1 này đi. Đó, giả sử eigen value của cái ma trận A là lambda đúng không? Thì ta sẽ có là đặt cái ma trận này là ma trận x đi. X là A trừ lambda y nhân cho x sẽ bằng thằng vector 0. A trừ lambda y thì ta sẽ trừ đi 1 nhân cho lambda trên đường chéo chính. Ta sẽ trừ đi lambda trên đường chéo chính. 1 trừ lambda, 1 trừ 2, 1 trừ đi lambda, trừ 1, 2 trừ 3, m trừ lambda. Chúng ta sẽ nhân với lại cái ma trận x là ma trận này, 2 trừ 1, 3, và nó bằng cái gì các bạn? Bằng 0. Rồi, vậy thì chúng ta sẽ có một cái hệ như sau. Chúng ta sẽ lấy hàng đầu, chúng ta nhân với cái cột, nhân vào là 2 nhân cho 1 trừ lambda cộng cho 1 nhân trừ 1 là trừ đi 1 cộng cho trừ 6 0. Ta sẽ đến phương trình thứ hai, ta sẽ lấy hàng thứ hai ra nhân với lại cái cột là 2 cộng lambda trừ đi 3 bằng 0. Ở hàng thứ ba thì chúng ta sẽ để nó thôi tạm thời như vậy. Nếu như bạn để ý kỹ trong hai phương trình đầu này, chắc chắn nó phải cho cùng giá trị lambda đúng không? Khi mà chúng ta rút gọn nó đây là 2 nhân cho 1 trừ lambda bằng 7. Sinh ra được lambda là bằng 1 trừ 3,5 đi đúng không? 1 trừ 7 chia 2. Được lambda bằng trừ 2,5. Cho cái trường hợp đầu. Với trường hợp 2 thì chúng ta có lambda bằng lambda bằng 1. Đây chúng ta thấy hai cái này cho hai cái giá trị lambda khác nhau. Đây là một điều vô lý cho nên là chúng ta sẽ không tồn tại M. Không tồn tại M. Thỏa mãn yêu cầu bài toán. Câu số 2 là một câu ứng dụng của hệ phương trình. Chúng ta sẽ giải toán là bằng cách chúng ta sẽ xét các cái điểm nốt, bốn cái nốt của bài toán này. Rồi tại cái nốt này mình đặt đến nốt số 1, chúng ta có tổng lượng đi vào bằng lòng tổng lượng đi ra. Đi vào có x1 cộng 400, rồi lượng đi ra có x2 với x3 đi ra sẽ bằng 2 cộng x3. Rồi chúng ta đến cái nốt thứ hai, chúng ta sẽ làm tương tự tổng đi vào bằng tổng đi ra là x2 cộng x5 bằng lượng đi ra là 600. Rồi tại cái chân sườn thứ ba là mình lấy 500 là đi vào, đi ra cứ x1 x4, 1 cộng x4 bằng 500. Cuối cùng nó là đi vào có x3 với x4, đi ra có 300 và x5. Rồi chúng ta có năm ẩn nhưng mà chỉ có bốn phương trình thì chắc chắn hệ này sẽ có vô số nghiệm. Nó sẽ rút gọn lại một xíu, 1 trừ x2 cộng x3 bằng trừ 400, x2 cộng x5 bằng 600, x1 cộng x4 bằng 500, 3 cộng x4 trừ x5 bằng 300.
chúng ta sẽ viết cái này dưới dạng ma trận, là đây là có 1 trừ 1 là 1 0 0 trừ 400, x 2 là 1, x 5 là 1, 600, 1 x 4 500, và 4 trừ 5 300. Và những ngọn lửa còn lại là không hết. Còn mình sẽ biến đổi ma trận này một chút xíu. Thằng 3 trở thành thằng 3 trừ đi thằng 1 là chính số 0. Thằng 3 trừ đi thằng 1 là thằng số 1. Đây sẽ là trừ 1. Còn lại giữ nguyên hết. Vậy thằng 3 trừ đi thằng 1 là còn 900. Cả cái cột đầu bằng không rồi. Ok, tiếp tục lấy hàng 3 trừ đi hàng 2. Đây là 0. 3 trừ 2 trừ 1. Ra 1. Cuối cùng đây là trừ 1. 3 trừ 2 là 300. Rồi, tiếp tục mình biến đổi. Mình lấy 4 cộng với lại hàng 3. Số 2. Cái trừ 2 luôn. 2 trừ 2 4 cộng 3 600. Còn đây chúng ta đã hết biến đổi được. Đây mình chia 2 đi cho nó dễ. Thì chúng ta còn đây là 1 trừ 1 300. 1 trừ 1 300. Thì từ cái phương trình cuối tức là x4 trừ đi x5 bằng 300. Thì mình sẽ đặt như sau. Đặt x5 bằng alpha. Và alpha thuộc R. Thì chúng ta sẽ suy ra được đó là x4 sẽ bằng alpha cộng với lại 300. Rồi chúng ta đã có được hai cái cuối. Rồi mình tiếp tục từ cái phương trình kế cuối trừ x3 cộng với lại x4 trừ x5 bằng 300 này. Đây. Trừ 1x3 cộng x4 trừ x5 bằng 300. Mà chúng ta có x4 trừ x5 bằng 300 rồi. Ta sẽ suy ra được đó là x3 sẽ bằng 0. Và mình tiếp tục với lại x2. Thì mình có là x2 cộng x5 600. Suy ra được là x2 bằng 600 trừ đi alpha. Chúng ta có x1, chúng ta có là x1 trừ x2 cộng x3 bằng trừ 400. Ta có x2 là bằng 600 trừ alpha, đây sẽ bằng là trừ 600 cộng alpha, x3 0 bằng trừ 400, đây là cộng với x1, suy ra được là x1 sẽ bằng trình vế qua 200 trừ alpha, đây là có được tổng cộng là 6 nghiệm x1, x2, x3 bằng 0, x4 là bằng alpha cộng 300, và x5 bằng alpha với alpha thuộc R. Chúng ta sẽ đến với câu số 3. Đầu tiên bài toán cho F là một subspace của R3 với các cái vector bên trong. Vậy bước 1 chúng ta sẽ viết cái F này theo chiều dọc trước. Chúng ta sẽ viết là 2 trừ 1 3 1 1 2 3 0 5. Đây mình sẽ viết các cái vector trong cái subspace F này theo chiều dọc. Đúng không? 3 0 5 trừ 1 trừ 4 trừ 3. Rồi sau đó chúng ta sẽ tính hạng của ma trận này. Hàng đầu đợi nguyên 2, 1, 3, trừ 1. Chúng ta lấy 2 lần hàng 2 cộng hàng 1 là 0. 2 lần hàng 2 cộng hàng 1 là 3. Đây là 3. 2 lần hàng 2 cộng hàng 1 là trừ 9. Rồi chúng ta lấy 2 lần hàng 3 trừ 3 lần hàng 1. 0. 2 lần hàng này trừ 3 lần hàng này là 1. Cái này 10 trừ 3 là 1 luôn. Trừ 6 mà trừ với trừ 3 là còn trừ 3. Chúng ta thấy hai hàng cuối có tỷ lệ với nhau. Hàng 2 bằng 3 lần hàng 3. Cho nên chúng ta sẽ suy ra được đó là hạng của ma trận này bằng 2. Để chứng tỏ là subspace F sẽ có hai cái basis. Hai basis. Thì chúng ta sẽ chọn hai cái vector bất kỳ trong F mà nó không tỷ lệ với nhau.
thì mình sẽ chọn hai cái số đẹp nhất là 112 đây và 305. Đây mình chọn hai cái basis, của f, rồi ok, chúng ta chọn hai cái basis này rồi. Vậy thì câu A và đang kêu tìm dim, vậy thì chúng ta có là cái này có hai basis, ta sẽ suy ra được đó là dim của f, dimension của f bằng 2, đúng không? Có hai cái basis và ta sẽ suy ra được đó là dim của f orthogonal, đúng không, sẽ bằng cái gì? Bằng bằng cái n này là n số 3 này, rn là tức là n trừ cho dim f, đúng không? Mà chúng ta biết rồi, n bằng 3, 3 trừ 2 bằng 1, vậy chúng ta đã biết được dim của f vuông góc bằng 1. Vậy bây giờ chúng ta cần tìm một cái basis của f vuông góc. Rồi, vậy thì chúng ta biết cái định nghĩa của f orthogonal, đó là tập hợp các vector vuông góc với lại cái f, do nó mình biết dim của nó bằng 1, tức là nó có một cái basis thôi, thì mình sẽ gọi là basis của f vuông góc, của f vuông góc mình gọi nó chính là một cái vector là i1, i2, i3 như thế này. Rồi, và mình đặt đây là bằng vector i đi. Cái vector i này nó phải vuông góc với lại hai cái basis của f. Trước hết là mình sẽ ghi cái phép inner product này dưới dạng vector. Đó là gì? Đặt đây là mã trận A với cái x với lại cái y, thì cái hệ số của nó x1, y1 ở chỗ này, cái số 1, 1 ở dưới này chính là nó chỉ cho chúng ta được cái vị trí trong ma trận A. Tại phần tử 1, 1 là nó có số 3, tại phần tử 1, 2 là -1, 1, 2, tiếp theo là 2, 1 là -1, nên bên đây là 0 nha. Đó. Rồi 2, 2 là 4, 3, 3 là 4, vậy thì còn lại là không hết. Chúng ta có được cái ma trận A này, đây là ma trận của cái inner product, vậy thì chúng ta có là, và chúng ta sẽ suy ra được là x nhân a nhân y sẽ bằng 0. Đây là do x là y là vuông góc với nhau và x là các cái basis của f vuông góc. Thì mình sẽ làm như thế nào? Bây giờ mình sẽ viết cái x này theo chiều ngang, mình sẽ viết x theo chiều ngang và mình sẽ viết 1, 1, 2, đây hai cái basis của f mình viết theo chiều ngang, đây là 305. Rồi mình nhân với ma trận A, 3 -1 0 -1 4 0 0 0 4 và mình nhân cho ma trận y là y1, y2, y3 và cái này bằng 0. Rồi vậy thì bây giờ mình sẽ dùng máy tính Casio chúng ta tính biểu thị sau. Mod 4 và ma trận A nước 2 × 3 2 305. Rồi, mod 4 tạo ma trận B 33 trừ 0. Rồi mình lấy ma trận A nhân ma trận B, lấy ma trận A nhân ma trận B 2 3 8 9 3 20, 2 3 8 9 3 20. Rồi và mình sẽ nhân cho y1, y2, y3 ở đây đó bằng 0. Rồi vậy thì chắc chắn hệ này sẽ có vô số nghiệm do khi chúng ta nhân phân phối vào, đúng không? Nó chỉ có hai phương trình thôi, thì cái cách mà chúng ta làm đó chính là chúng ta sẽ cho y3 bằng 1, giả sử là mình lết y3 bằng 1 luôn, vậy thì chúng ta sẽ có hệ mới như sau: y3 bằng 1 và mình nhân phân phối vào, chúng ta lấy phần tử đầu chúng ta nhân với cái đầu cộng với lại phần tử 2 nhân cái thứ hai là cộng 3y2 cộng 8y3 là cộng 8, vậy là bằng -8 đó, cộng 8 bằng 0 bằng -8. Đây, tương tự 9y1 trừ 3y2 bằng -20. Rồi vậy đây chúng ta sẽ giải hệ phương trình bậc nhất hai ảnh mod 912 9123 -8 9 trừ 3 trừ 20. Đây chúng ta được hai cái, là một cái là -28/11 là -28/11 và -32/33. À, cái nhét là bằng 1. Đây. Và đây là vector y, chính là cái basis của f orthogonal. Rồi ok, đây chúng ta đã tìm được cái basis của f orthogonal rồi. Bây giờ chúng ta sẽ làm, ta đã xong câu A. Và chúng ta sẽ tiếp tục với lại câu B. Và đánh kêu là tìm, đọc đây, tìm vector projection của v kép bằng 3 trừ 2 1. Thì mình có như thế này.
vector v kép thì nó sẽ có tọa độ là 3 trừ 2 1 thế này. Rồi và đánh kêu là tìm projection của v kép, tức là tìm hình chiếu projection của v kép trên trên cái f là cái gì, nó hỏi tìm hình chiếu của v kép lên trên cái subspace f. Thì chúng ta sẽ giải cách như sau: do cái hình chiếu của nó nằm trên cái subspace f, subspace f nó có hai cái basis, à đặt đây là đây bạn nhìn kỹ nè, nó có hai cái basis chỗ này, đây bên đây là mình đặt cái này là bằng f1, đây 112 là f1 và 305 là f2. Cái minh họa nó như sau, thì là cái subspace f là một cái mặt phẳng như thế này chẳng hạn, thì cái vector v kép là một cái vector như thế này. Rồi, thì mình tìm hình chiếu của nó xuống, đặt cái vector bên dưới là vector g, bên đây là vector vector y, thì v kép sẽ được cấu tạo bởi hai thành phần là g cộng cộng y với cái projection này là bằng bằng g. Vậy chúng ta cần tìm cái g này nữa là sao? Thì các bạn có là cái g này nằm trong cái subspace f span bởi hai cái basis này, nó sẽ bằng alpha lần của f1 cộng beta lần của f2. Còn cái vector y thì cái y này nó nằm trong cái f orthogonal, nó sẽ bằng gamma lần của cái basis của nó, alpha lần của, đặt đây là y1 đi đúng không, alpha lần của vector y1 này, alpha lần cái basis của f orthogonal. Để thì chúng ta có v kép bằng alpha f1 cộng beta f2 cộng gamma y y1. Vậy thì bây giờ chúng ta chờ việc, chúng ta bấm máy cái hệ rất là xong. Thì đây mình sẽ bấm máy như sau. Rồi thứ nhất là mình lấy cái x của vector f1 là 1, x của f2 là 3, x của cái y1 này là trừ 28 phần 11 là 1, 3 trừ 28 chia 11 là bằng x của v kép, x của v kép ở đây là 3. Rồi, tương tự 1, 0 trừ 32 phần 33, 32 chia 33 bằng y của cái vector v kép là bằng trừ 2. Theo là 2, 5, 2, 5. Đây là 1. Và cuối cùng bên đây cũng là 1. Đấy, chúng ta tìm ra được x và chúng ta giải ra được y. Chúng ta chỉ cần tính alpha và beta thôi. Còn cái gamma chúng ta sẽ không dùng đến. Bởi vì chúng ta cần tìm z. Và z bằng alpha lần với f1 cộng với lại beta lần f2. Thì mình sẽ gắn vào ô A. Gắn vào biến B. Rồi. Vậy thì mình có là vector z trong bài toán này. Bài toán kêu tìm z mà đúng không? Vậy thì z sẽ bằng, đây mình ghi ở đây, ở trên đây. Z bằng alpha lần vector f1 cộng beta lần f2. Ta biết alpha và beta là hai cái nghiệm x y của cái hệ phương trình vừa rồi. Vậy chúng ta đã gắn vào biến A về là sẽ tổng mod 4. Một mang trận A kích thước là 1 x 3. Cho nhập mang trận F1 vào. 1, 1, 2, 1, 4, 2, 1, 3. Ta nhập mang trận F2 vào 305. Vậy mình sẽ lấy AC đây, A lần ma trận A cộng B lần ma trận B. Đây, đây là kết quả của chúng ta. Z này bằng 8/13 phần 551 trừ 1/422 chia cho 551. 881 chia 551. Đây, đây là kết quả của bài toán. Ở đây là bài số 4, đây là một bài liên quan đến linear transformation. Thì trước hết thì chúng ta có mình đặt vector bên trong, đây là e1, đây là e2, đây là e3, và cái bên bên tay phải là 21 chữ hai này mình sẽ đặt đây là e lớn 1, đây là e lớn 2, bên đây là vector e lớn 3. Thì chúng ta có là FE1 bằng E lớn 1, F của E2 bằng E lớn 2 và FE3 bằng E lớn 3. Rồi chúng ta có một công thức quan trọng, đó chính là cái gì? FXT bằng A dành cho XT. Ở đây A là cái gì? Đây là standard matrix của cái phép F này. Rồi, vậy thì chúng ta sẽ tìm A. Sẽ được là A sẽ bằng FXT nhân cho XT trừ 1
Rồi, chúng ta sẽ thay cho bài toán này. Chúng ta sẽ có là Fx ở trường hợp này là bằng các cái E này. Bây giờ mình sẽ viết theo chiều dọc. Là E lớn 1, E lớn 2, E lớn 3. Chúng ta sẽ viết theo chiều dọc thay cho cái Fx này. Rồi, E lớn 1 là 2, 1, trừ 2. E lớn 2 là 1, 1, trừ 3. Và E lớn 3 là 4, 3, trừ 8. Rồi, chúng ta tiếp theo là Xt. Là các cái E nhỏ. Chúng ta viết theo chiều dọc 1 trừ 1 2 E nhỏ 2 là 1 1 3 và tiếp theo là E nhỏ 3 là 2 2 5 mũ trừ 1 và chúng ta sẽ bấm máy tính cái này bằng bao nhiêu. Đúng, 1 3 3 lấy ma trận A nhân cho ma trận nghịch đảo của ma trận B. Đây mình ghi đáp án vào 6.5, 3.5, trừ 7.5, 0.5, 0.5, trừ 1.5, trừ 2, trừ 1, 2. Đây là ma trận A. Và mình sẽ gắn vào ma trận A luôn, Stone A. Mình gắn vào ma trận A. Rồi câu A, đáp án kêu là tìm dim của cơ F. Câu A, dim của cơ F, dim của cơ F là bằng cái gì? Là bằng dim của Luna, Luna của A. Và bên đó dim của Luna A, đó chính là bằng cái gì? Bằng N trừ đi rank của A. Rồi chúng ta biết được là N trong trường hợp này là bằng 3 đúng không? R3 mà N3 trừ đi rank của ma trận A. Còn bây giờ chúng ta sẽ tìm hạng của ma trận A. Thì còn đấy như sau, chúng ta sẽ thấy là cái này là có phẩy năm hết nên mình sẽ làm phép là mình tính 2A. Hai lần ma trận A. Hai lên 13 trừ 15. 1 1 là trừ 4 trừ 2 4. Rồi mình sẽ rút gọn hàng đầu để yên. Rồi mình lấy 13 lần hàng 2 trừ đi 7 lần hàng 1 là 0. 13 trừ 7 là 6. Đây là trừ 26, 28. Đây là còn 2. 13 lần hàng 3 cộng với 15 lần hàng 1 là 0. Rồi đây là trừ 24. Và bên đây sẽ là trừ 8. Nếu bạn thấy hai hàng cuối nó tỷ lệ với nhau, thì ta sẽ suy ra được là rank của ma trận A sẽ bằng 2. Thì chúng ta có thể suy ra được. Rồi chúng ta sẽ suy ra được là 3 trừ rank A vẫn này bằng 1. Dimension của kernel F bằng 1. Vậy thì nó sẽ có một cái basic. Basic của cơ F chính là bằng cái gì? Đó chính là bằng cái chúng ta sẽ tìm basic của Luna. Của Luna. Rồi chúng ta có ma trận A là ma trận này. Ma trận A. Để ma trận A chúng ta sẽ tìm basic của Luna bằng cách như sau. Thì chúng ta sẽ nhìn hai cái phương trình đầu tiên thôi. Rồi, sau khi chúng ta nhìn hai phương trình đầu thì chúng ta biết được là do nó có một cái basic nên là chúng ta sẽ đặt là cái z z nó bằng 1 và chúng ta cho cái số cuối bằng 1. Z bằng 1 và chúng ta sẽ có được cái hệ phương trình như sau. 6.5x 6.5x cộng 0.5y nó sẽ cộng với lại trừ 2 bằng 0, nó sẽ bằng 2. Tương tự 3.5x cộng 0.5y. Cái này là bằng trừ 1 bằng 0, vậy cái này sẽ bằng 1. Và chúng ta sẽ bấm máy hệ phương trình bậc nhất hai ẩn này. Một phần 3 và trừ 1 phần 3. Chúng ta sẽ suy ra được là một cái basic của cơ F. Basic của cơ F trong trường hợp này nó chính là cái gì? Đây, nó giải hệ ra được là 1 phần 3 và trừ 1 phần 3. Nó sẽ có một cái basic đó là 1 phần 3
trừ 1 phần 3 và 1. Các bạn có thể nhân 3 lần lên cho đẹp, đó là 1 trừ 1 và 3. Rồi chúng ta đã xong câu A thì chúng ta sẽ qua câu B. Bài toán cho tọa độ của vector U trong cái basis E là UE, cho UE bằng trừ 2, 1, 3. Rồi bài toán kêu là tìm FU. Bài toán như sau, FU là có công thức ở câu A. FT bằng A nhân XT sẽ bằng A nhân cho U. Ngầm hiểu đây là UT. Rồi, UT đây bằng A. Và các bạn đã biết nó là UE thì nó sẽ bằng cái gì? Bằng E trừ 1 nhân cho U. Đây là một công thức cho học kỳ 1. Tọa độ của vector U trong cái basis E nó bằng E trừ 1 nhân U. Đây là UT. Thì chúng ta sẽ suy ra được đó là UT. Từ cái công thức này ta suy ra được đó là UT bằng cái gì? Nó nhân vào bên trái, nó sẽ là bằng E nhân cho UE. Và chúng ta sẽ thế cái này vào trong đây. Nó chính là bằng E. Đây, UT là bằng E nhân UE. Rồi, chúng ta đã có ma trận A, chúng ta đã có ma trận E. Theo như điều kiện bài toán cho đây nè. Ma trận E, chúng ta có UE luôn rồi. Và chúng ta bấm máy thôi là xong. Và chúng ta đã bấm máy lại ma trận A. Rồi, chúng ta sẽ bấm ma trận E. Ta sẽ nhập ma trận E này theo chiều dọc. Tức là đây là 1, 1, 1. 1, 2, 1. 2, 1, 1. Đây, chúng ta sẽ nhập ma trận E theo chiều dọc. 1, 1, 2, 1, 2, 1 và 1, 1, 1. Và chúng ta sẽ nhập ma trận UE là ma trận có kích thước là 3 x 1. Trừ 2, 1, 3. Họ bây giờ sẽ bấm máy tính thôi. Trừ A nhân ma trận B nhân ma trận C. Thu được kết quả là 14.5, 8.5 và trừ 19.5. Đây là FU chúng ta đang cần tìm kiếm. Thì câu số 5 này, trước hết chúng ta sẽ viết lại cái yêu cầu bài toán dưới cái ma trận. Đây là ma trận A. Ma trận A sẽ có hai trạng thái là work và not work. Tương tự bên đây cũng có hai trạng thái là work và not work. Rồi. Nó sẽ đọc yêu cầu bài toán khi cái máy đang hoạt động. Nó sẽ bị hỏng với tỷ lệ 5% đi từ work sang not work thì nó sẽ là ô này, đây là 0.05. Ở trên đây sẽ là 0.95. Còn nếu như cái máy đang bị hỏng và nó sẽ được sửa và tiếp tục hoạt động là not work trở sang work thì đây sẽ là 0,8, ở đây ở dưới đây sẽ là 0,2. Rồi chúng ta đã có cái ma trận A này. Tiếp theo chúng ta sẽ xác định trạng thái ban đầu x0. Ban đầu thì nó tỷ lệ nó hoạt động ngày hôm nay là 80%, trên đây sẽ là 0,8 và dưới đây sẽ là 0,2. Rồi câu A, tìm tỷ lệ mà máy hoạt động ngày hôm sau. Chúng ta có đây là x1 đúng không? X1 bằng cái gì? Nó bằng A nhân x0. Rồi chúng ta sẽ bấm máy này thôi là xong. Có ma trận A, ma trận 2 nhân 2. Rồi bấm ma trận B. Nó kích thước là 2 nhân 1. Ma trận A nhân ma trận B đã ra được là 0,92 và 0,08. Và sau khi ta tính được cái ma trận x1 bằng cái này thì chúng ta sẽ được là tỷ lệ máy hoạt động ngày mai ở đây ở trên đây 0,92 là 92%. Rồi đến về câu B. Rồi chúng ta bài toán cho chúng ta dùng cái phương pháp chiếu hóa ma trận normalization để tìm cái tỷ lệ máy hoạt động sau 1 năm, đó là x365 365 ngày bằng cái gì? Bằng A mũ 365 nhân x0. Chúng ta cần tính A mũ 365 nữa là xong. Và trước hết chúng ta sẽ có ma trận A như thế này. A bằng 0.95, 0.05, 0.8 và 0.2.
Rồi chúng ta sẽ tìm ma trận A trừ lambda y. Đây là 0.95 trừ lambda 0.8 0.05 đây là 0.2 trừ lambda. Rồi chúng ta có ma trận này, vậy thì chúng ta có định thức của ma trận này, det của A trừ lambda y bằng 0. Tức là chúng ta sẽ lấy tích hai đường chéo trừ đi nhau bằng 0 và chúng ta giải ra lambda 0.95 trừ lambda nhân cho 0.2 trừ lambda trừ đi 0.8 nhân 0.05 và cái kết quả này bằng 0. Và chúng ta sẽ cần giải ra lambda bằng bao nhiêu. Rồi bây giờ mình sẽ giải lambda bằng cách là mình sẽ dùng Casio để mình xếp số luôn cho nó nhanh. 0.95 trừ x nhân cho 0.2 trừ x trừ đi 0.8 nhân cho 0.05 và chúng ta sẽ xếp số nó nên mình cho x bằng trừ 10. Đây đang được một nghiệm là 0.15 hoặc là lambda bằng 0.15. Ta còn một nghiệm nữa cho là 10. Đây có hai nghiệm là lambda bằng 0.15 hoặc lambda bằng 1. Ok, và sau khi chúng ta giả được hai giá trị lambda và chúng ta sẽ tìm eigen vector tương ứng của nó. Rồi chờ thứ nhất là với lambda bằng 0.15 thì chúng ta sẽ suy ra được đó là cái gì? A trừ lambda y là ma trận mình trừ đi 0.15 trên đường chéo chính. Đây sẽ còn là 0.8 0.8 để giữ nguyên là 0.05. Rồi 0.2 trừ 0.15 là 0.05 nhân cho x để bằng 0. Nhưng mà rút gọn ma trận này ra được ma trận mới là 1100 nhân cho x bằng 0 và chúng ta dễ dàng chúng ta suy ra được là ở eigen vector x sẽ có dạng nó là 1 trừ 1. Rồi bây giờ mình sẽ làm tương tự cho trường hợp lambda bằng 1. Với lambda bằng 1 thì chúng ta có lượng là mình trừ đi. Đây là trừ 0.05. Không, 0.95 trừ 1 là trừ 0.05. Đây là 0.8. Đây là 0.05. Đây là trừ 0.8. Rồi chúng ta nhân với x này bằng 0. Rồi bây giờ mình sẽ rút gọn ma trận này để chúng ta dễ dàng thấy được nó thành là trừ 1, 1, 0, 0 nhân cho x. Và cái này bằng 0 thì chúng ta dễ dàng suy ra được cái eigen vector cho trường hợp này đó là 1 1. Rồi với hai giá trị lambda chúng ta tìm được hai cái eigen vector tương ứng thì chúng ta sẽ suy ra được là gì? Chúng ta sẽ viết lại ma trận A nó bằng cái gì? Là bằng d nhân cho s nhân cho d trừ 1. Với ma trận D đó chính là hai cái eigen vector đã viết theo chiều dọc 1 trừ 1 và 1 1. Còn ma trận S là ma trận nằm trên đường chéo chính là các giá trị eigen value tương ứng. Đây, trường hợp thứ nhất là 1 trừ 1 thì eigen nó là 0.15 0.15. Với trường hợp là 1 1 thì nó là 1, vậy đi đây là 1, đây là 0 0. Rồi ở đây tương tự bên đây sẽ là 1 trừ 1, đây là 1 1 mũ trừ 1. Rồi bây giờ chúng ta cần tính A mũ 365 nó bằng cái gì? Chúng ta sẽ suy ra được là nó sẽ bằng D nhân cho S mũ 365 nhân cho D trừ 1. Đây là công thức. Và các bạn biết được đó là D thì nó vẫn giữ nguyên thôi. 1 1 trừ 1 1 S 365 một ma trận có đường chéo chính là các eigen value này khi chúng ta mũ lên và các cái phần tử còn lại là không hết thì ta sẽ mũ trên đường chéo chính thôi. Là đây là 0.15 365. Đây là vẫn là 1. Lại là không không hết. Và D trừ 1. Rồi vậy thì chúng ta sẽ suy ra được đó là x 365 sẽ bằng a 365 nhân cho x 0. Và chúng ta có x 0 bằng 0.82 ở đây rồi. Tại vì mình chỉ lấy cái a 365 này mình nhân thêm ma trận 0.8 0.2 ở đây là được. Bấm máy tính, ta sẽ bấm từng cái một này cho nó dễ. Rồi hai cái đầu mình để yên. 1 1 trừ 1 1
Đây là 0.15 365. Đây là 1, còn lại là 0.0. Rồi, cái mã chữ sau thì mình sẽ bấm máy tính. 14122. Và mình tạo mã chữ B. Kích thước là 2 x 1. Và mình lấy mã chữ A 4 - 1 nhân cho mã chữ B. Đây là 0.3, 0.5. Vậy cái này mình sẽ nhân với lại một mã chữ mới là 0.3, 0.5 ở đây. Rồi. Vậy thì chắc chắn khi nó bấm máy tính thì chúng ta gặp trường hợp là 0.15 mũ 365 này là con số rất là lớn. Nên mình sẽ xử lý nó bằng cách như sau, chúng ta sẽ nhân bằng tay. Đó là gì? Chúng ta sẽ lấy hàng đầu để nhân với lại cột đầu. Đây là 0.15 mũ 365 cộng với lại 1 nhân 0, mà 1 nhân 0 đây là hết rồi, nên cho còn như đây. Rồi tiếp tục chúng ta lấy hàng đầu bên dưới nguyên để nhân với cột thứ hai. Đó là 1 nhân 0 cộng 1 nhân 1 là số 1. Rồi hai hàng cuối chúng ta không quan tâm. Chúng ta còn đây là 0.3, 0.5. Rồi. Và chúng ta cần thu cái phần tử ở vị trí ở trên đây đúng không? Tỷ lệ nó hoạt động. Là mình bây giờ mình sẽ lấy hàng đầu này nhân với cột đầu này nữa là xong. Nó bằng cái gì? Nó là bằng là 0.3. Chúng ta nhân với lại 0.15 365 cộng với lại 0.5. Còn nếu như bạn cố gắng lấy máy tính mà bạn bấm cái 0.15 mũ 365 này thì chắc chắn nó sẽ ra không. Chúng ta không bấm được. Ok. Nên một bài toán cũng không quá phức tạp. Tuy nhiên chúng ta cần nắm vững kiến thức liên quan đến Eigen Vector và Eigen Value. Chúng ta sẽ biến đổi mã chữ A theo phương pháp Diagonalizing. Đó chúng ta sẽ tính được A mũ 365 bằng bao nhiêu. Từ đó chúng ta sẽ giải là xong.